Tháng Tam trai của idol, dàn idol từ Hoa, Hàn, Việt đều vướng drama. Cbiz chấn động với ồn ào của nhóm nhạc đàn em TFBOYS. Vừa debut và tuyên thệ được 2 hôm đã phải khăn gói ra đi, đăng xuất khỏi nhóm. Hàn có thành viên của NCT vướng phải ồn ào tình ái đến không thể cứu vãn. Riêng Suga của BTS chiếm spotlight cả tháng trời do drama lái xe. Run. Vbiz chứng kiến màn cạnh tranh khốc liệt giữa hơn 60 anh trai đi sâu. Lily, Oran, Sophia tiếp tục rơi vào ồn ào với Châu Đăng Khoa. Liên tiếp dàn idol của showbiz Hoa, Hàn, việc gặp phải drama khiến netizen được fan chóng ngợp, cho rằng tháng 8 này quả là tháng tam tai của các nam thần mỹ nữ. Gây tranh cãi nhất trong thời gian gần đây phải kể đến màn debut của nhóm nhạc đàn em của TFBOYS. Ngày 27 tháng 8 vừa qua, Thời Đại Phong Tuấn đã chính thức cho ra mắt nhóm nhạc mang tên Top Hạ Cánh Thiếu Niên gồm 6 thành viên. Buổi debut diễn ra trong sự hoang mang của cả người hâm mộ lẫn các thực tập sinh, khi ban đầu công ty nói sẽ cho ra mắt 8 người nhưng rốt cuộc chỉ có 6. Đã thế, thực tập sinh 9 năm mục chỉ thừa có hành động khóc lóc, ra dấu muốn chất vấn công ty ngay tại hiện trường vấn đề vì sao bản thân không có trong danh sách debut nhưng bị tắt mic. Trong khi đó, các thực tập sinh được debut cũng chẳng mấy vui vẻ. Cả 6 thành viên phải công bố lời thề và tuyên thệ trước khán giả, không phụ nhóm nhạc, không phụ công ty, không phụ người hâm mộ, không rời nhóm giữa chừng, không yêu đương và không liên hệ riêng với fan. Lời tuyên thệ vừa được nói ra không bao lâu thì thành viên của Hạ Cánh Thiếu Niên đã nhanh chóng dính phốt. Cụ thể, thành viên Dư Vũ Hàm vừa debut trong nhóm Hạ Cánh Thiếu Niên đã vướng phải loạt ồn ào không hay, bao gồm nấu sói, chèn ép đồng nghiệp. Có những hành vi thiếu chuẩn mực về chuyện tình cảm và khiến các fan quốc tức giận hơn cả là anh chàng này từng gửi tin nhắn thiếu văn hóa về hình ảnh của Giang Won Yang. Sau một ngày ồn ào, Dư Vũ Hàm buộc phải rời nhóm, kết thúc 2 ngày debut ngắn ngủi. Ngoài Dư Vũ Hàm, một chiếc idol già của showbiz Hoa ngữ cũng quậy đục nước làng giải trí, đó là Hoàng Tử Thao. Sau màn cầu hôn đầy lãng mạn trên show, nam ca sĩ bị bắt gặp xuất hiện tại bệnh viện sản ở Mỹ, mà Từ Nghệ Dương, vợ tương lai của anh cũng từng có mặt ở đây. Nhiều đồn đoán cho rằng cặp đôi đã ăn cơm trước kẻ. Idol của Cbiz rộn ràng là thế, bên Cbiz còn náo nhiệt hơn khi từ đầu tháng đến cuối tháng đều là phốt. Gây cấn nhất chính là những ồn ào liên quan đến drama lái xe của thành viên BTS, Suga. Netizen Hàn đã không ngừng pressing, thậm chí gửi xe tải yêu cầu Suga phải sớm rời nhóm. Thế nhưng, fan quốc tế của BTS và Suga lại không đồng tình với ý kiến này. Đã có nhiều người hâm mộ quá khích khi biết truyền thông Hàn Quốc bắt đầu phong sát Suga bằng cách làm mờ ảnh của anh. Sau Suga, đến lượt thành viên của NCT, Taeyin dính phốt không thể tha thứ liên quan đến vấn đề tình ái. Nam idol bị khui ra rất nhiều chuyện xấu và dĩ nhiên là không thể tồn tại trong nhóm. Quan trọng hơn, một mình Taeyin gây chuyện thì anh tự làm tự chịu đã đành, nhưng còn ảnh hưởng đến các thành viên khác trong nhóm. Một số đồn đoán cho rằng những việc mà Taeyin làm các thành viên của NCT đều biết nhưng không báo cáo. Mặt khác, thành viên NCT, Jaehyun phải hoãn hết các fanzine dù sắp solo. Không quá ghê gớm nhưng cũng drama chẳng kém là dàn ca sĩ của showbiz Việt. Hai show anh trai với màn quy tụ của hơn 60 nam nghệ sĩ đã gây ra nhiều tranh cãi, khiến cư dân mạng Việt có quãng thời gian đứng ngồi không yên. Mặt khác, cuộc chiến mới giữa Châu Đăng Khoa và các nghệ sĩ thân thương của mình lại bắt đầu. Lily, Oran khi tham gia một chương trình có hát ca khúc Hương Đêm Bay Xa, ngay lập tức bị Châu Đăng Khoa dằn mặt. Còn Sophia, cuối tháng 8 của cô thật bận rộn với màn livestream bóc phốt và chia sẻ bài viết với hơn 29 tấm ảnh chụp màn hình tin nhắn, nói về ồn ào của cô và công ty cũ.